Đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn và là cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công. Đây là những địa bàn có tốc độ phát triển nhanh, lưu lượng hàng hóa vận chuyển và lưu thông lớn. Trong giai đoạn 2020-2022, đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra xử lý gần 720 vụ vi phạm hành chính trên hai địa bàn với tổng số tiền phạt, bán hàng tịch thu, nộp kho bạc nhà nước gần 1,7 tỷ đồng. Đối với Ban chỉ đạo 389 của hai địa phương đã xử lý trên 1.600 vụ, tổng số tiền vi phạm hành chính, truy thu thuế, thu lợi bất hợp pháp, bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước trên 24,7 tỷ đồng. Tại buổi khảo sát, đoàn giám sát đã đề nghị đơn vị giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thị trường hàng hóa và tình hình vi phạm trên địa bàn, quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các trường hợp vi phạm, khó khăn trong xử lý hàng hóa tiêu thụ, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 và công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, kết quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành quản lý, việc kiểm soát đối với hoạt động thương mại điện tử. Kết quả khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp để phục vụ báo cáo giám sát và trình thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.